Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bản tin S News và ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Mới đây, S News đã ghi nhận được một câu chuyện khiến cho nhiều người ngỡ ngàng về một đám cưới mà sát ngày cưới nhà gái đã hủy hôn vì phát hiện chú rể ngoại tình. Được biết, cặp đôi này mới chỉ yêu nhau 18 ngày. Trên mạng xã hội hiện tại đang rất xôn xao về một câu chuyện từ tài khoản có tên viết tắt là HV đăng tải. Cụ thể, chú rể có tên viết tắt là NC, sinh năm 1998, và cô dâu tên viết tắt là KH, sinh năm 2000. Cả hai người đều quê ở Phú Thọ, đăng ký kết hôn vào cuối tháng 3 vừa qua. Tưởng rằng sẽ có một câu chuyện cổ tích đời thực khi quen nhau 18 ngày đã đăng ký kết hôn, thì bất ngờ ngay trước ngày cưới, hôn lễ đành phải hủy bỏ gấp. Lý do chính được biết là trước đám cưới một ngày, cô dâu đã bắt gặp chú rể ôm ấp người yêu cũ ngay trước mặt mình. Nhanh chóng thì cô dâu và nhà gái đã hủy hôn ngay lập tức và không còn cưới xin gì nữa. Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng, đa phần ai nấy đọc xong đều ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì cặp đôi mới yêu nhau 18 ngày đã quyết định kết hôn, ngỡ ngàng vì chú rể ngoại tình với người yêu cũ ngay trước ngày cưới, ngỡ ngàng vì cả hai người đều còn quá trẻ. Ghi nhận được những bình luận như sau: trời ơi, mới yêu có 18 ngày thì cưới xin gì hả rời, dục tốc thì bất đạt mà. Chú rể máu thật, đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Người 98, người 2000 thì còn trẻ lắm. Đọc xong thấy đây đúng là kiểu bồng bột nóng vội rồi làm mọi thứ đổ bể như trò chơi xếp gỗ. Thương cô dâu nhưng không sao đâu em ạ. Em hãy cảm ơn cuộc đời này vì đã vạch trần nhanh chóng được bộ mặt của chú rể. May là em không cưới phải người như thế là mừng cho em lắm rồi. Đến hiện tại, câu chuyện này vẫn đang tiếp tục gây chú ý và có hàng nghìn lượt chia sẻ cũng như bình luận. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể cập nhật thông tin mỗi ngày.